Hồ Quang Hiếu lên chức bố ở tuổi 41, khoảng đám cưới với vợ kém 17 tuổi. Thời gian gần đây, Tuệ Như, vợ Hồ Quang Hiếu trở thành tâm điểm chú ý từ người hâm mộ. Nguồn cơn xuất phát từ việc người mẫu sinh năm 2000 liên tục để lộ phong bụng lùm lùm, gương mặt tròn trịa kiến ne dựng ni ti dương đặt nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng. Thời điểm đó, nam ca sĩ và vợ đều giữ im lặng về tin đồn trên. Đến trưa ngày 29 tháng 10, Tuệ Như đăng tải video xác nhận đang mang thai con đầu lòng với dòng chữ VBS S. Minh. Trong video được chia sẻ, vợ chồng Hồ Quang Hiếu khoe loạt ảnh siêu âm con đầu lòng. Như vậy, sau hơn một năm kết hôn với vợ là Tuệ Như, nam ca sĩ đã chính thức lên chức ở tuổi 41. Hiện tại, cả hai chưa hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào về nhóc tỳ chuẩn bị chào đời. Sau khi đăng tải video, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí chiều ngày 29 tháng 10, ca sĩ Hồ Quang Hiếu xác nhận bà xã của anh Tuệ Như đã mang thai đến tháng thứ sáu. Vợ chồng tôi vui mừng khi biết có con đầu lòng, nhưng phải đợi em bé trong bụng cứng cáp mới chính thức chia sẻ với mọi người. Hay tin được lên chức bố, tôi vui lắm. Tôi đã mong đợi ngày này rất lâu rồi, nam ca sĩ chia sẻ. Theo Hồ Quang Hiếu, trong 4 tháng đầu, vợ anh gặp tình trạng nghén nặng. Anh phải nhờ bố mẹ hai bên hỗ trợ chăm sóc, nấu ăn bồi bổ cho vợ. Thời gian qua, tuệ như các đại hết các hoạt động nghệ thuật để tập trung dưỡng thai. Người đẹp được dự sinh vào cuối năm nay. Dòng ca con bướm xuân cho biết, cả hai dự định lên kế hoạch tổ chức đám cưới trong năm, nhưng vì có tin vui nên tạm gác lại việc làm đám cưới. Hồi năm đầu, vợ Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ, gia đình chồng rất trong ngóng cặp đôi sớm có con. Tôi không gặp áp lực gì, nhưng thú thật anh Hiếu cũng đã có tuổi nên sớm có con sẽ tốt hơn. Sau khi sinh xong, gia đình ổn định thì tôi mới trở lại với công việc người mẫu, đóng phim. Tôi đặt vị trí của mình vào chồng nên hiểu cảm giác anh mong con như thế nào. Nam ca sĩ và vợ đều bày tỏ niềm hạnh phúc vui mừng khi chuẩn bị đón thành viên mới